Hello, xin chào tất cả các bác, xin chào tất cả các anh em. Và hôm nay em lại tiếp tục trở lại với những chiếc túi si hiệu các bác nhá. Thì bình thường như là khi mà chúng ta dùng những cái sản phẩm đồ giả da hay là những cái hàng kể cả da thật nhưng mà nó ở những cái thương hiệu nó không có tên tuổi, nó chỉ dạng hàng chợ thì nó cũng đã đến từ giá cũng phải từ trên 1 triệu, thậm chí là đến mấy triệu. Đây chúng ta sử dụng hàng hai hen thì có cái hay là chúng ta chỉ có bỏ ra một cái khoản tiền nó cũng không quá là lớn, nó rất là nhỏ lắm, chỉ với vài trăm ngàn mà chúng ta sở hữu những cái sản phẩm da, không phải chỉ riêng da bò mà rất là nhiều những cái chất da độc lạ, ví dụ như là da voi, da dê rừng, sơn dương, rồi là da đà điểu, da cá sấu, hoặc là da của các giống bò ở châu Âu hoặc là ở châu Mỹ, cũng như là da hươu, vân vân và vân vân. Thì toàn những cái loại da độc lạ và xa xỉ như thế thì ở những cái sản phẩm bình thường nó đã có cái giá rất là cao các bạn. Nhưng mà ở những sản phẩm nó mang tính cao cấp và mang tính những thương hiệu biểu tượng của của thế giới ấy, những thương hiệu nổi tiếng ấy, thì thực sự là sẽ phải bỏ ra một cái mức giá rất là lớn khi mà chúng ta mua mới. Đây chúng ta chỉ có mất có vài trăm k mà sở hữu những cái sản phẩm cực kỳ là tuyệt vời, dùng có thể nó là đồ high end thôi nhưng mà chúng ta vẫn có thể dùng đến từ vài năm cho đến cả hơn chục năm. Thì đấy là một cái sự rất là tiết kiệm, đặc biệt trong thời điểm rất là khó khăn các bạn, đồng tiền thì lên, giá hàng hóa cái gì cũng lên, nhưng mà em luôn muốn mang đến cho các bác những trải nghiệm thú vị và những món đồ mà các bác yêu thích. Và đây cũng là một cái chiếc cặp mà em muốn đề cập đến các bác, đó là chất liệu da hươu các bác nhé. Đó, chất liệu da hươu. Em thì nghiên cứu rất là nhiều về cách nhận biết các loại da như thế nào. Và đây là một chiếc cặp đến từ thương hiệu Eskire. Đó, xin phép các bác là em review nhanh thôi. Đó, chỉ với một cái khoản tiền rất là nhỏ, vài trăm ngàn thôi, nhưng mà chúng ta sở hữu những cái loại da độc lạ. Đây là những loại da độc lạ và hiếm các bác nhé. Cho nên là để sở hữu nó không phải là cái điều đơn giản. Mặc dù mình gặp nó chỉ vài trăm ngàn thôi nhưng mà không có duyên cũng không có thể sở hữu được. Đó, hiệu Eskire nhé mọi người. Xin phép mọi người review nhanh thôi. Đây, lẫy của nó thì sẽ kéo vào đây. Vào trong, đây, mọi người có thể thấy tên hiệu này. Eskire, thương hiệu nổi tiếng của Ý nhé. Nó sẽ có hai ngăn. Đó. Còn và nhiều cái ngăn phụ nhỏ. Thôi có lẽ những cái chi tiết nhỏ này thì em cũng không muốn review nhiều đâu, vì các bác mở ra các bác sẽ thấy là nó thực sự là đáng để sở hữu. Đó, dây đeo có luôn. Bởi vì nó sẽ rất là tiện ích cho mọi người. Hiệu Eskire da hươu. Mã T171 này. Đó. Chiều cao là 275. Chiều ngang là 375, chiều ngang tức là chiều từ đây đến đây ấy. Đó là 375 các bác nhé, 37,5. Đó 590k cho. Đó. Vài trăm ngàn chả làm được cái gì cả nhưng mà các bác sở hữu những món quà này các bác dùng sẽ rất là thích nó luôn. Rồi, em lên cái túi đựng laptop này. Túi sách đựng laptop hoặc có thể đi chơi mang theo đồ cá nhân cũng được. Đến từ hiệu Viding Polo này, đó, Viding Polo. Da dập vân. Khóa đồng. Đây, phía trong đương nhiên rồi, cũng sẽ có để có thể đựng laptop này. Và rồi nhiều các cái vật vật dụng khác, hai ngăn. Rất xịn sò. Mã là T170 này. Chiều cao 29, đó, chiều ngang 37. 450k, 450k cho túi laptop này nha mọi người. Tiếp tục là một chiếc túi chất da thì cực kỳ đẹp, cực kỳ chất luôn. Chất này là chất da B nhé mọi người. Màu nâu cực đẹp. Phía sau, phía trước à. Còn đây sẽ là tên hiệu nó đây.
Tucano. Tucano tức là tên của một cái loài chim biểu tượng của Nam Mỹ mọi người. Loài chim có mỏ rất là to, có chiếc mỏ rất to ở vùng Amazon, Nam Mỹ, mang tính biểu tượng, cũng như những cái túi đựng laptop khác thôi. Nó cũng sẽ có một số ngăn phụ ở bên trong này. Cái phần đấy em không muốn review nhiều đâu. Mọi người chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy hài lòng khi mà sở hữu những cái túi này về tay và khám phá nó. Ngoài ra nó còn nhiều cái túi bên ngoài khác nữa. Đó, cái đấy là đương nhiên rồi. Mã này T168 đó. Chiều cao 28. Chiều ngang 37. 470k túi này, 470k túi cực đẹp và cực chất này. Vài trăm ngàn không làm được gì cả, mua được cái túi này dùng cả, có thể nói là dùng cả đời cũng chẳng qua, bởi vì chúng ta độ bền của nó đến cả chục năm, hơn chục năm với những chất liệu da thật như này. Đó, tiếp tục là một cái túi đến từ thương hiệu, rồi tí nữa đọc thương hiệu sau. Đây, ở đây có biểu tượng logo chú sói đang chạy này, một chú sói đang chạy. Phía trong, rồi phía trong sẽ có hai ngăn, đó là một ngăn để laptop, một ngăn để sổ sách, rồi ngoài ra còn một thêm một ngăn nhỏ nữa. Rồi cái đấy khỏi review, chả giải quyết gì cả, mất thời gian. Đọc tên hiệu nó nào. Rồi tên hiệu nó là Step Wover, có nghĩa là step có nghĩa là bước, bước đi, bước chạy, bước nhảy. Chứ có thể hiểu nghĩa đây là bước nhảy của sói. Rồi, bước nhảy của sói nha, thương hiệu bước nhảy của sói. Step Wover. Chất liệu thì nó sẽ là da bê mọi người, da bê. Mã là mã T169 này. Chiều cao 27. Chiều ngang 36,5. Đó. 450k là túi này. Sử dụng những cái đồ da thật và đặc biệt là đến từ các thương hiệu trên toàn thế giới thì đẳng cấp thực sự luôn. Một cái túi nam nữ đều xài được, đến từ thương hiệu Mexican. Đó, Mexican có nghĩa là người Mexico, là người Mễ đấy, Mễ Tây cơ. Thương hiệu của nó là Mexican, chất liệu da bò hạt, quá chất luôn. Đó, chỉ với trăm ngàn, với vài trăm ngàn, các bác mà đi ra ngoài mua hàng chợ chỉ là chất liệu vớ va vẩn thôi đã cũng mấy trăm ngàn rồi. Đây, với số tiền như này, sở hữu những cái sản phẩm như này có phải sướng không? Đi chợ đi búa chị em này, khoác vào quá là lịch sự, nam cũng dùng được, nữ cũng dùng được. Còn bên trong mọi người sẽ khám phá sau khi mà nhận được hàng thì cực kỳ ưng ý luôn, bởi sao mà nó lại nhiều ngăn thế này và sử dụng chất liệu là da thật hoàn toàn, da bò hạt. Mã là T166 này. Chiều cao 28,5 cm. Chiều ngang 31 cm này. 450k đó, chỉ có 450k. Ra ngoài chợ mua cái túi áo vẩn cũng đã gần chừng đó tiền rồi. Trong cái đó sở hữu nó 10 mười mấy năm, không phải suy nghĩ. Hình như túi vừa rồi là có cái màu xanh mọi người, màu xanh navy nhé mọi người. Rồi, bây giờ đến một chiếc túi, một một siêu phẩm này. Đây các bác nha, siêu phẩm ong này, Gucci nhá. Và em nói luôn các bác là không phải là cái túi nào em cũng bán giá nó giống nhau đâu các bác nhá, vì nó là mang thương thương hiệu lớn, với cả những cái ở trong một cái lô hàng mà em sẽ phải mua riêng những con này, phải chốt chốt riêng, tức là mình tuyển lựa hàng zin ấy, hàng chính hãng ấy. Và thương hiệu lớn như này thì bọn em sẽ phải bỏ ra một cái mức giá nó không hề thấp đâu để nhập vào, cho nên là mong các bác thông cảm. Không, các bảo bảo úi dồi ôi sao cái này không bán giống như cái kia, chỉ khoảng hơn 500 đi kia, hoặc là hơn 400 đi, cái đấy thì điều đấy thì không thể, các bác làm kinh doanh các bác mới hiểu được các bác. Rồi được, trước mắt các bác là một siêu phẩm Gucci này, không cần phải, với cái thương hiệu chính hãng như này thì nhìn chú ông đã uy tín rồi, không cần phải review nhiều rồi, biết xung quanh nó sẽ có ngăn nọ ngăn kia rồi, rất thiết kế, rất xịn sò, rất chuẩn luôn. Và nó làm từ giống bò gì thì lát nữa em review cho các bác sau, ngay bây giờ đây. Phía trong của nó đây. Đây, phía trong. Đó, túi đựng laptop này, túi phụ.
như bao túi khác thôi. Và làm từ da bò hạt. Da bò gì đây? Da bò chiso nhá. Đó. Giống bò chiso nổi tiếng ở châu Âu của Ý. Đó. Gucci chính hãng. Khoác con này đi. Ôi, khỏi bàn luôn, khỏi bàn. Nhìn chú ong này thôi, với cái vệt logo biểu tượng của Gucci khỏi nói rồi. Mã T162. Đó, chiều cao 28,5 này. Chiều rộng này 38,5. Đó, 850k. Nhập giá cao đương nhiên em cũng không thể bán thấp được, các bác thông cảm. Có những con nhập tuyển đấy các bạn, chứ không phải là cứ tù mù mà vớ được như thế thì chết. Rồi, tiếp theo. Nam nữ đều dùng được. Đó. Mọi người thấy chưa? À, thiết kế hay không? Đây. Dập vân này, giống như kiểu là của thương hiệu Louis Vuitton ấy. Rất hay nhá. Thiết kế phía trước của nó này. Rồi. Cúc nam châm. Cúc bấm nam châm phía trong. Đựng cái gì thì tùy mọi người nhá. Mọi người thích đựng cái gì cũng được, đựng bánh mì, đựng dép giày đều được hết. Rồi mọi người thôi. Đây, mã là T164 này. Chiều cao 33 này. Chiều rộng là 28,5 này, cm này. 470k cho túi này. Các mã sản phẩm bên nhà em thì các bác chuyển khoản đủ với được nhà em báo ship các bác nhá. Còn các bác chỉ chốt không thì các bác vui lòng cọc 50k nhà em có thể đi được. Rồi, em lên tiếp. Một cặp này. Đó, một cặp da bò hạt này, phần này sẽ là dập vân. Da bò hạt dập vân họa tiết da chăn da rắn này. Đến từ thương hiệu Bosenten này. Đó, Bosenten. Đẹp nha các bác, Bosenten. Phí ship của nhà em trên toàn quốc sẽ là 30k các bác. Đó, da bò hạt nhá. Phí ship đồng giá. Phí ship như nhau hết, 30k trên toàn quốc. Có những đơn thì phải trợ giá nhưng mà thôi cứ tính đồng giá là 30k. Đây các bác này. Cần nói cứ việc gì phải nói to ấy. Đây các bác, đó, rất nhiều ngăn nha các bác nhá. Bây giờ đến chỉ số của nó sẽ nào. Đó. Mã sẽ là T161 này. Chiều cao 28, đó. Chiều rộng là 39 cm các bác nhé. Đó, 450k, 450k. Chỉ có hơn 400. Chuyển khoản đủ bao ship. Túi thì quá đẹp luôn à. Rồi, túi đeo chéo này. Đó. Túi đeo chéo cho anh em và các bác. Màu nâu sẫm, da bò hạt. À, đến từ thương hiệu lại làm chú chim biểu tượng của Nam Mỹ đấy. Đó. Tucano này. Tucano. Hoa văn rất đẹp nha mọi người. Dập vân hoa văn phải nói là mang tính biểu tượng của Nam Mỹ, của văn hóa Nam Mỹ. Đặc biệt là vùng Brazil, Amazon. Sông Amazon. Da bò hạt màu nâu. Ở bên trong thì nó cũng sẽ với cái một cái túi đeo chéo này thì nó cũng không có chứa được nhiều như là cái túi đựng laptop đâu mọi người ạ. Cho nên là nó sẽ ít ngăn hơn. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ đầy đủ các cái ngăn để thiết kế để mọi người tiện dụng nhất nhá. Mã sản phẩm này sẽ nào? Là mã sẽ là T165 này. Chiều cao 27. Đó, chiều rộng là 24 này, 450k, 450k cho túi đeo chéo. Rồi, tiếp tục là một cái cặp đựng laptop này. Đây. Nó sẽ có màu ô liu. Cặp này sẽ có màu ô liu nhưng mà mọi người không phải màu xám và màu đen đâu. Màu ô liu. Chất liệu da cừu này. Đến từ thương hiệu gì đây? Thương hiệu Gold Lion. Gold Lion thì có nghĩa là sư tử vàng đó. Đó, sư tử bằng vàng, bằng vàng. Gold vàng. Sư tử bằng vàng. Rồi, cũng sẽ giống như những cái chiếc cặp đựng laptop khác thôi.
Nó cũng sẽ có ngăn đựng tài liệu, rồi là để laptop, rồi vài cái túi phụ nữa. Đấy là chuyện đương nhiên rồi. Chất da thì miễn bàn rồi, quá xịn sò rồi. Mã sẽ là, mã sẽ là T167, chiều cao 29,5 nha mọi người, chiều cao gần 30 cm, chiều rộng 39,5, 450k, 450k, màu xanh, màu ô liu, ok, màu ô liu nhé. Rồi, lên túi đến thương hiệu gì đây? Thương hiệu AO Cam đó. Thương hiệu AO Cam. Có lẽ là một sản phẩm của Hàn Quốc. Độ mới cực cao, chất da thì rất là sướng nha mọi người. Đây, dập vân. Độ mới cực cao, chất da rất sướng. Da này chắc da Benon rồi, da Benon nhá. Nhìn lướt cái là biết ngay. Nói chung em cũng phải nghiên cứu rất là nhiều về da đấy các bạn, để có thể nhận biết, sờ, thứ nhất là nhìn, thứ hai là sờ vào da, là nhận biết được nó là chất liệu da gì. Dù là những cái loại da oái om nhất trên hành tinh thì em vẫn sẽ cố gắng để check chuẩn luôn, để cho các bác. Đó, đó mới là uy tín. Ê, ok, đó, phía trong rất đẹp nha mọi người, và rất nhiều chỗ cài bút, tài liệu vân vân. Mã T158 này, chiều cao 35, chiều rộng 32, đó, 500k cho túi này, 500k, độ mới cực cao, chất da B, đẹp nữa, thiết kế đẹp. Chuyên khoản đủ mã nào nhà em báo ship các bác mã nào. Còn các bác chỉ cọc thì các bác vui lòng cọc 50k. Phí ship toàn quốc nhà em 30k. Đó. Giới thiệu với các bác, đây là một túi đựng laptop đến từ một thương hiệu rất là nổi tiếng, hàng đầu thế giới hiện nay về đồ zin. Đó, hiệu CK nhá. Corvin Clean Zin. Hiệu CK. Đó, nổi tiếng chưa các bác? Đấy, những cái con như này. Bọn em toàn phải nhập giá cao hơn rồi, vì nếu mà chọn mấy cái hiệu lớn lớn như Gucci, và nhà em còn rất nhiều hiệu nhé các bác nhé, em chưa có thời gian để lên đâu, em cứ lên dần dần thôi. Còn rất nhiều thương hiệu như Gucci, Hermès, vân vân sẽ đến mọi người trong thời gian tới. Đó, thiết kế rất hay luôn ạ, góc túi này, nói chung chơi hàng hiệu khoác cái con này lên là chất rồi. Chỉ cần nhìn cái logo của nó là uy tín luôn rồi. Nhìn logo uy tín luôn nhá. Rồi phía trong, nhìn lướt thôi, đương nhiên nó sẽ có thể đựng cái gì thì đựng. Quan trọng là nó là một cái túi hàng hiệu. Và chơi những túi hàng hiệu thì nào nó cũng sướng chất. Kể cả mình xài đồ cũ đã qua sử dụng, nhưng mà không phải suy nghĩ luôn. Mã T159 này, chiều cao 28, chiều rộng 38, 550k, 550k cho túi hàng hiệu này nhá. CK. Tiếp tục đến với mọi người. Đến từ thương hiệu Thai Bet này. Và ở đây có biểu tượng cái đầu bò, bò Tây Tạng mọi người. Đó. Và đương nhiên rồi các bác nhá. Cái chất liệu làm nên cái túi này là chất liệu da bò. Chất liệu da bò. Đấy là điều đầu tiên. Mà ở đây cái tên thương hiệu của nó là Thai Bit. Đó, Thai Bit thì có nghĩa là Tây Tạng. Điều đó thì có nghĩa là cái túi này rất có thể nó cũng sẽ được sản xuất từ chính chất liệu da bò Tây Tạng. Đó, đó mới là tuyệt vời các bạn nhé. Bò Tây Tạng ở trên dãy núi Himalaya, Chomoluma gọi với nhiều tên, cái tên khác nhau. Nó có cái đỉnh cao nhất là đỉnh Everest. Ở phía trong này các bạn. Đấy, cũng có phần đựng laptop rồi rất là nhiều cái ngăn phụ khác nhá. Cái này thì mọi người khi mọi người nhận được, mọi người mở ra sẽ thấy là thực sự là rất là hài lòng luôn. Bởi chất liệu đây là da bò, nhưng rất có thể họ sẽ làm từ da bò Tây Tạng. Đó. Mang tính biểu tượng và được dập vân hoa văn cực đẹp, giống như kiểu là mình da đan ấy. Đó, dập vân kiểu da đan rất đẹp luôn mọi người nhá. Đó, dập vân ra đây.
Chất liệu đôi này thì cực mới luôn các bạn. Chất lượng đôi này, cái túi đựng áo tôn này quá mới và đẹp, cực đẹp. Đương nhiên là qua những cái cầm túi này thì nó rất là sang rồi. Mã sẽ là T10 à, 156 này, T156, chiều cao 30, chiều ngang 39 này. Đó, 550k, 550k cho mã này nhé. Rồi, đến một cái túi đến từ thương hiệu rất là VIP của Đức. Thương hiệu rất nổi tiếng của Đức, một chiếc cặp đến từ thương hiệu Boss. Đó. Các bạn đã biết là thương hiệu nó quá nổi tiếng của người Đức rồi. Cực kỳ nổi tiếng. Cái này mà anh em nào, bác nào là lãnh đạo cầm cặp này. Rồi, về chỉ cần tút tát lại chỗ thôi là đẹp cực kỳ luôn. Quăng ra cho cái anh nào đấy đánh giày khoảng độ 20-30 ngàn lại đẹp miên man luôn. Rồi nó sẽ là nút nam châm mà ở hai bên đó. Và bên trong sẽ là nhiều cái ngăn thương hiệu rất lớn chính hãng này. Chất liệu da của những cái thương hiệu này thì khỏi khỏi phải bàn đến, khỏi bàn chất liệu da nó ở phía trong này là một lót một cái lượt da rất là mịn, dạng như cỏ da mài nhé mọi người, dạng như cỏ da mài. Còn em nghĩ là cái chất liệu làm nên cái túi này, cái cặp này, nó đương nhiên là nó sẽ là da da bò rồi. Đây đúng chính xác da bò nhé, đây da bò, đây, đường hoa văn, đường hoa văn. Mã là T 127 này, đó, chiều cao 26 này, chiều rộng 33 cho túi hiệu Boss này. Đó, 650k cho túi này, 650k nha các bạn. Hiệu rất nổi tiếng. Rồi, một túi mang thương hiệu đến từ Mỹ. Đó, một thương hiệu của Mỹ. Đó là hiệu Daichi, đó, hiệu Daichi. Và có biểu tượng chú chim gì đấy ạ, à, chú chim hồng, có vẻ như đây là hồng hạc đó mọi người, bồ nông cho bồ nông nhá, chú chim bồ nông mỏ vào một cái túi chứa thức ăn rất là lớn ở bên dưới, như mình gọi là cằm ấy, để chứa những con mồi khi nuốt vào. Da bò hạt phía trong cũng có rất là nhiều ngăn đây. Rồi, ok, phía trong xong rồi, logo xong rồi, phía sau báo giá cho các bác này. Mã này T157, chiều cao 29. Đó, chiều rộng là 38 này, 450k, 450k. Quá rẻ cho một cái. Đó, sử dụng những cái sản phẩm như này, da bò hạt. Khác biệt, khác bò hoàn toàn với cái sản phẩm da dởm, hiệu dởm, da dởm. Da đều các bạn, không phải da thật đâu. Đấy. Dùng chưa đến năm nhão rồi. Trông như thật đấy, nhưng mà đâu. Sờ những cái này các bác dùng chục năm thoải mái đi, không bao giờ hỏng được da. Tiếp tục, túi này có vẻ như màu xanh rồi. Ok, túi này màu xanh navy nhé mọi người, màu xanh navy đẹp quá, màu xanh navy, độ mới còn rất cao. Đây là phía sau của nó, à sorry, mà chả biết chiều nào là chiều sau, chiều nào là chiều trước. Đây, tóm lại là em sẽ quay 450k rồi. Sử dụng túi quá đẹp, đến từ thương hiệu của nó là iKit này. Đó, thương hiệu nó là iKit nha mọi người, iKit màu xanh navy. Rồi, đựng cái gì cho mọi người thấy phù hợp, có thể là một cái máy tính nhỏ cũng vừa luôn. Đó. Mã sẽ là T172 này. Chiều cao 29,5 cm nha mọi người. Chiều rộng là chiều ngang ấy, là 28,5 cm này. Đó, chỉ có 450k nha mọi người, 450k. Da bò hàng. Rồi, thêm một cái túi đeo chéo da bò hạt nữa. Màu đen.
Túi này thì ngắn gọn hơn túi kia, trông rất là xinh xắn, phù hợp với nam được nữ cũng được, nói chung thời đại bây giờ gọi là unisex, sử dụng giới tính nào sử dụng được, không giống như thời bao cấp của em với cả của các bác, nhiều bác ở đây đâu. Thì bây giờ sử dụng thế nào cũng được, nam nữ đều dùng được, da bò hạt màu đen. Rồi đương nhiên ở bên trong nó cũng sẽ có một vài cái ngăn, bên ngoài cũng thế, thiết kế như này. À, được sử dụng sờ tay vào những cái sản phẩm da thật nó xịn sò, giá thì quá rẻ này. Mã T119 này, chiều cao 26, đó, chiều ngang 26 luôn. Chưa đến 400k, 390k chuyển khoản đủ bao ship mọi người. Túi đeo treo. Rồi, con này cũng là da bò hạt màu nâu, độ mới còn rất cao. Độ mới cực cao đây. Đây sẽ là phía sau của túi đây. Phía sau của túi cho mọi người. Còn đây sẽ là phía trước của túi. Đó. Da bò hạt màu nâu đến từ thương hiệu Tiania. Đó. Tiania. Tiania. Với rất là nhiều ngăn ở ngoài. Và đương nhiên ở trong cũng sẽ hết. Rồi ok. Thôi khỏi, em khỏi. Thôi được rồi. Vài giây thôi. Đây mở cho các bác xem. Rất nhiều ngăn bên trong. Độ mới rất cao đấy mọi người. Độ mới cực cao. Mua khác gì mua mới. Có vài trăm bạc thôi. Vài trăm bạc sử dụng túi da rồi. Mình mua mình không dùng thì mình để cho người nhà mình dùng, người yêu, vợ dùng, con dùng. Dùng đồ này nó sướng, nó chất các bạn. Mã T131 này. Chiều cao 30 này. Chiều rộng 30. Đó, 450k túi này. Đó, 450k. Bây giờ làm được cái gì đâu 450k. Rồi. Túi này thì cũng khá đồ sộ các bạn. Túi này khá đồ sộ. Rồi ok. Chỉ là một chút vết bẩn thôi. Nói chung là hàng hen mà các bác. Hàng hen mà bảo nó không có tì vết gì thì cái đấy thì em chịu. Em chịu các bác luôn. Cũng có nha các bác nhá. Cũng có những cái mà thuộc dạng cực kỳ xuất sắc. Xuất sắc thôi. Ở hàng không tên tuổi mấy thì nó cũng người ta cũng không có bán rẻ cho các bác đâu. Còn nó mà là những cái tên tuổi ví dụ như là Gucci mà nó đẹp xuất sắc như mới thì xin lỗi các bác, mà sờ vào chắc các bác lại lắc đầu quay đi thôi. Người ta không bán rẻ cho các bác đâu. Vài triệu à. Em nói rồi, đồ xịn. Đẹp, xịn này. Rồi kể cả hàng hiệu các bác chỉ có may ra có thể săn lên nhà em thì nó mới có cái giá hợp lý như vậy đấy các bác. À, phía trong này. Cái túi này thì độ dày của túi cũng khá là rộng đấy các bác. Đựng được khá nhiều đồ, thì vậy em mới nói là cái túi này nó khá là đồ sộ và ngăn ngoài nó rất tuyệt nhá. Rồi lại còn bác nào mà lại là người hâm mộ bóng đá nữa thì đỉnh cao nhá, mang túi đi đâu cũng rất là thực sự là một cái biểu tượng tuyệt vời luôn các bác sở hữu. Và chất liệu của nó các bác nhá, chất liệu này ấy, dùng vài chục năm nó không xi nhê đâu. Chất liệu này dùng vài chục năm xi nhê luôn các bác. Nó giống như chất liệu của cái hãng của cái thương hiệu tập đoàn Louis Vuitton ấy, người ta làm vali và túi ấy. Nó bền lắm các bạn. Rất nặng. Và độ dày của túi sao? Đây độ dày. Đây. Độ dày thể tích của nó khi mà các bác đưa hết đồ vào như thế này. Đó, nó lên tới gần 20 phân các bác nhá. Độ dày gần 20 phân cho nên là nó chứa rất nhiều đồ luôn các bác. Chứa cực kỳ nhiều đồ. Đó, còn qua sử dụng thì đương nhiên là nó phải có một chút tì vết. Các bác an tâm để sử dụng cái túi này, các bác có thể dùng đến cả chục năm trời. Đi đâu sách rất tự tin. À, ai là người yêu bóng đá này, nhìn cái là sướng rồi. Rồi bác nào làm huấn luyện viên bóng đá này, đang cho lớp bóng đá trẻ hay là hội người cao tuổi cũng được, không sao cả. Mang cái này đi đúng chất luôn. Mỗi lần đi công tác tham gia thi đấu. Mã T163 này, chiều cao 28,
chiều rộng 39 này, đó. 500k. 500k chuyển khoản đủ được bao ship. Rồi, lên một túi sách rất đẹp. Da bò. Dập vân họa tiết cá sấu, đó, nhìn chất chưa? Đằng trước, đằng sau cũng thế luôn, dập vân hết. Đến thương hiệu gì đây? Thương hiệu cũng khá là nổi tiếng, đó, hiệu Playboy, đó. Playboy. À không, bác ghê không? Rồi, còn rất nhiều thứ hay ho ở trên cái túi này mà sẽ được cần được khám phá. Mong các bác khi sở hữu nó các bác sẽ khám phá. Từ cái dây của nó đã cực kỳ xịn sò, chứ cứ nói đến những cái phần da và bên trong của nó đây. Đây, phía trong. Độ mới cực cao, mới keng. Mới len keng mà. Mã T120, chiều cao 28, chiều rộng 36cm này mọi người. Đó. Mới keng 470k. Rồi ơi, như là mua cái túi hàng chợ. Nhưng mà da xịn sò luôn. Thương hiệu nổi tiếng Playboy. Rồi, cặp da bò hạt màu nâu đây. Bên này thiết kế túi ngoài này. Rồi phía sau cũng rất là nhiều túi nhé. Đến từ thương hiệu gì đây? Rồi, thương hiệu Picune nhé mọi người. Đó, thương hiệu Picune. Qua sử dụng rồi cũng có một chút tì vết, chứ không mua những cái túi này giá của nó cứ toàn từ vài triệu đến có những túi đến vài triệu, ví dụ như con Gucci lúc nãy các bác, Gucci hoặc hiệu Boss này hoặc là hiệu CK nó không rẻ đâu các bác, mắc kinh khủng luôn. Đây, phía trong laptop này, rồi là nhiều cái ngăn phụ cài bút vân vân. Đó, thương hiệu của nó nhá, hiệu Picune. Đó. Mã T160 này, chiều cao 27, chiều rộng 36. Đó, 450k. 450k các bạn. Tiếp tục là túi đựng laptop này. Đây sẽ là mặt chính của nó. Đó. Phối màu một đường kẻ màu đỏ. Phần này có hoa văn này. Đó, hoa văn nha. Rồi phía sau thì sao? Đây, phía sau túi này, da bò hạt này, có dây đeo. Rồi phía trong thì nó cũng sẽ giống như những cái túi khác thôi các bạn. Nó cũng sẽ có đó, ngăn đựng laptop đó kia. Mã sẽ là T129 này, chiều cao 26, chiều bản rộng là 39 này. Đó, 380k. 380k các bạn. 380k, đó. Và clip của em xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo của nhà em nhé. Chào tạm biệt mọi người.